Và xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tiếp theo video chiều nay em lại lên một đôi loa dàn mini cỡ đại của hãng Sony. Và đây còn có một đôi loa chắc là của TV cũng là của hãng Sony. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu cái đôi loa dàn của Sony. Đây là loa mini nhưng mà nó là cỡ đại, cỡ to nhất của phân khúc dàn mini. Tên của loa đó là B505. Vâng, loa hàng bãi về còn rất đẹp, nguyên zin và còn cả ê căng. Con này ê căng còn đẹp, chưa có vết. Cấu hình của loa là hai đường tiếng với một bát màng carbon màu trắng sữa và một loa check. Loa check này nó là màng cứng. Vâng, loa mới về còn chưa vệ sinh các bác nhá, còn nguyên bụi bãi này, chưa có vệ sinh này. Thì thức của loa đã rất đẹp rồi. Mặt trước, mặt thùng loa nó là vân gỗ màu vàng sẫm, khá đẹp luôn. Đây các bác nhìn loa bát này, loa bát là nó là màng màu trắng này, rốn là rốn cứng màu đen, gân cao su mềm mại còn rất tốt nhé. Ốc của loa là ốc nục năng, không phải là ốc bốn cạnh, ốc vít nục năng. Vâng, đây cái bụi còn chưa còn lau bác ạ, chưa lau luôn này. Đó, bụi bãi nó khác với bụi ở Việt Nam. Bãi thì bên nước ngoài thì bụi này nó chỉ có dùng cái chổi sơn hoặc là cái chổi lông gà phải phẩy qua là nó sẽ sạch thôi, nó không bẩn như là bụi đất ở Việt Nam nhé. Có chữ Sony in ở trước mặt này. Loa này có chiều cao chắc khoảng hơn 20. Đây để em đo rồi. Cao 24. Sâu cũng khoảng 24 nhé. Loa này có chiều sâu, khá là sâu. Cao và sâu nhé. Đó là dàn mini nhưng mà cỡ nó rất to, cỡ khủng luôn. Thùng loa sâu để cho tiếng bát đánh nó chắc và tốt. Lỗ thông hơi cũng to luôn này. Đó, nó có chiều sâu 24 và chiều cao cũng 24. Thùng loa góc cạnh còn đẹp, hầu như là chưa có vết xước ở bên ngoài. Mặt sau của loa là sơn toàn bộ màu đen, đây là sơn zin. Thông số của loa Sony CCB505. Trước bên tay phải nó là chữ R nhé, bên tay trái là chữ L này. Vâng, loa không thấy ghi công suất, chắc là nhà sản xuất quên in luôn số series. Không thấy ghi công suất nhưng mà em đã test so sánh với những cặp loa bass 50-60W đánh ngang ngửa luôn, đánh ngang ngửa những cặp loa ghi thông số là công suất là 50W, công suất khá lớn luôn nhé các bác nhé. Nhìn cái bát loa với cả thùng loa thiết kế là cũng biết là nó công suất của nó cũng không phải là nhỏ so với loa dàn mini.
bass khoảng 13 14. Từ vị trí bát ốc nó là 14 cm. Về hình thức của loa, về mặt trước loa và thùng loa còn rất ok nhé, trên 90%. Có thể nói là đánh giá nó cũng thuộc dạng xuất sắc. Đây, đề căng của loa đây các bác, chưa có vết xước luôn. Đề căng nhựa. Cặp loa này cho từ loa khá là gấu, từ loa to nhé, kể cả loa check rồi loa bass, từ loa nặng. Ok, em test qua một chút nhạc để kiểm tra xem loa nó còn sống. Vâng, lại là một đoạn nhạc không đời. Chất âm của loa Sony này nghe nó có vẻ trầm ấm hơn so với những dòng loa khác em test trước đây. Và nếu mà một đoạn nhạc sống không lời thì nghe còn hay hơn. Đây là nhạc không lời nên là nó không đủ được như lời hoặc là tiếng check, nó sẽ không tốt bằng như là những đoạn nhạc sống ca sĩ hát, nghe nó sẽ hay hơn rất nhiều. Ok, cặp loa zin đẹp, nguyên bản hàng bãi của Sony, đẹp xuất sắc. Bắt đầu thấy được thì liên hệ với em qua số điện thoại 0935 668 698. Tiếp tục nó là một cặp loa như là quả TV. Loa có đường kính là 8 cm, nó hình vuông các bác nhé, bass khoảng 8 cm, gân cao su màng giấy. Thùng của loa là thùng nhựa rất là dài, chắc là khoảng 50 cm gì đó. Cặp loa rất lạ luôn. Đây, mặt sau của nó là có chữ của Sony. Đây là loa có lẽ được tháo ra từ TV của Sony nhé, công suất là 4 ohm 12W, từ của loa khoảng 6 cm. Mà em có một đôi thôi nhé. Vâng, giá của cặp loa em nói luôn nó là 200.000. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Ok, em ở Đông Anh, Hà Nội. Các bác ở xa có thể liên hệ em ship hàng toàn quốc. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.